Xong xong rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn đã tha chịu. Tôi tên là Brenda Patio. Tôi là một người tổ chức trong cộng đồng ở trong hợp tôi. Như cô không nói, chúng tôi đang... chúng tôi là những cái người hợp tác với Sisu Party để có cái diễn đàn ngày hôm nay với chúng tôi. Chúng tôi có thông dịch tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi luôn cố gắng để cải tiến đời sống cho cư dân East San Jose. Chúng tôi cộng tác với các lãnh đạo và giúp đỡ cư dân trong khu vực. Chúng tôi chuyên về phụ trách các buổi họp trong cộng đồng để cư dân có những thông tin hữu ích. Chúng tôi cũng tổ chức những sự kiện. Chúng tôi tham gia vào những sự kiện. Chúng tôi cộng tác với những Mayfair và Vegilution. Sau đây chúng tôi xin trả lại cho ông Juan. Các ứng cử viên gồm có cô Nora Kemper và ông Peter Ortiz. Thông dịch viên gồm có ông Jordi và Cristina. Masray Mendoza sẽ là người canh giờ cho chúng ta. Xin các ứng cử viên vui lòng nói cảm ơn sau câu trả lời cho chúng tôi biết là quý vị đã xong. Nếu quý vị đã sử dụng hết thời gian cho phép, cô Masray sẽ nói cảm ơn để quý vị biết thời giờ đã hết. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách các ứng cử viên sẽ có 5 phút để tự giới thiệu mình. Trước hết là cô Nora Campbell, sau đó là ông Kira Chambis. Xin trả lời cho Nora. Cảm ơn quý vị cho cái cơ hội được đến đây để đến nói chuyện với quý vị, và hy vọng là những cái điều mà tôi có thể nói với quý vị tới bữa nay sẽ là những điều mà tôi có thể làm được khi mà tôi trở thành một cái ứng cử viên. Tôi rất là mong mỏi là có cơ hội để được phục vụ quý vị. Tôi đã tâm dùm hai lần cả 8 và 2010 tôi đã làm trong thường. Gia đình của chúng tôi đến từ Texas. Cha và mẹ chúng tôi đều tới đó. Trước đó là mẹ tôi làm nghề rửa xe. Và hồi đó chúng tôi nghĩ rằng tôi ở trong một cái cộng đồng rất là vui, rất là tốt đẹp. Và mẹ tôi rất là vui đã tham gia vào công tác ở trong nhà thờ. Và khi lớn lên, tôi tưởng là tất cả những người trong nhà thờ đó đều là cô dì của tôi. Nhưng mà sau này tôi mới biết họ chỉ là bạn của mẹ tôi thôi. Con của tôi lớn lên và đã đi học ở trường Alum Rock. Và đã lớn lên. Và con tôi rất là thích cái cộng đồng đó vì tôi cảm thấy cái cộng đồng đó cho tôi một cái thực chất giống như là tôi là một người của cộng đồng. Nơi đây chúng tôi có những cái công việc cho những cái người ở trong cộng đồng có thể lớn mạnh. Tất cả những cái dịch vụ trong cộng đồng đều được bao trả bởi tất cả những người đó. Tôi đã làm cho những cái con đường có được trật tự và an toàn hơn để cho quý vị khi ra đường cảm thấy an toàn. Tôi đã làm những công việc để cho những cái doanh nghiệp nhỏ có thể phát triển tốt đẹp trong vùng East San Jose, trong cái đường Story và đường King. Khi mà tôi làm những cái điều đó, thì những cái người đó đã nói tôi là một người khùng điên. Những cái nơi đó là những cái nơi không có an toàn mà tại sao tôi lại đem đầu vào. Và có rất là nhiều người đã hăm dọa cũng như là tôi để cho tôi không có đấy. Nhưng mà tôi vẫn trong cộng đồng tôi vẫn lớn mạnh và tôi nhất định là phải làm được những điều đó. Và họ đã nói với tôi rồi là cô Campus, cô là hy vọng của chúng tôi, xin đừng có bỏ qua những chúng tôi cần có một cái chỗ để cho gia đình chúng tôi có thể lớn và giống mạnh. Và vì những cái lời đó mà tôi đã cố gắng làm như vậy. Hiện tại bây giờ thành phố của chúng tôi đã lớn mạnh và an toàn hơn. Đó là một trong vài những cái công việc mà tôi đã hoàn tất trong cái thời gian làm việc. Nhưng mà tôi hứa với quý vị, nếu mà tôi được nhận vào chức vụ này, tôi sẽ làm việc cật lực để là chúng ta có một cái nơi an toàn
chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những người ở trên thành phố, những cái người partner trong cộng đồng, để cho chúng ta có những cái nơi, một cái nơi an toàn để cho các gia đình. Chúng ta cần tiếp tay với nhau để cho làm cộng đồng của chúng ta ngày càng thêm lớn mạnh. Và chúng tôi muốn làm cho cái thành phố mạnh nhất của chúng ta cũng là một thành phố mà an toàn nhất trên nước Mỹ. Chúng ta càng ngày càng phải làm nhiều hơn. Chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh để cho các em nhỏ lớn lên thành công trong trường học. Chúng ta muốn có những cái nơi công cộng để mở ra vào những cái cuối tuần để cho các em có thể vui. Và tôi đã làm những cái điều đó, nhưng mà sau khi mà tôi không có làm ở trong thành phố nữa thì mọi chuyện nó được bỏ qua. Nhưng mà tôi sẽ tiếp tục làm để tất cả những nhu cầu của chúng ta đều được đáp ứng tốt đẹp. Tôi sẽ đầu tư vào những cái em nhỏ của chúng ta cũng như là những người lớn tuổi trong cộng đồng. Chúng ta thường có những cái nơi để cho những cái người lớn tuổi đến để mà sinh hoạt với nhau. Bây giờ chúng ta không còn, và những cái người lớn tuổi đó không có còn chỗ để đến. Đó là một điều sai. Và tôi đến đây để tôi có thể chia sẻ với quý vị những cái điều mà tôi, và những ý kiến mà tôi muốn, và những điều mà tôi muốn thực hiện trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Thank you, and now Peter. Cảm ơn, xin mời ông cha. Xin chào mọi người. Rất là vui được gặp các vị thân. Tôi tên là Peter Ortiz. Tôi hiện tại là một ứng cử viên của trên khu vực Nam. Tôi ra ứng cử tại vì tôi nghĩ rằng chúng ta có cùng nhau, chúng ta có thể tạo được một cái vùng East San Jose tốt đẹp hơn. Tôi không có phải là một cái người mà ra ứng cử hay là ra làm giàu ở trong cái chức là tôi đã sinh ra và lớn lên ngay tại San Jose. Mẹ tôi là một người mẹ đơn thân đã làm việc cật lực để cho chúng tôi có ngày hôm nay. Tôi làm việc từ nhỏ cho tới ngày hôm nay với anh em của chúng tôi. Tôi đã từng tham dự và những cái gang sơ và những cái rong rốc, và tôi đã cố gắng hết, và tôi đã rất là may mắn đã được ra khỏi cái đó. Và mẹ tôi đã nuôi tôi cho tới ngày hôm nay. Tôi nhìn thấy cái sự chật vật của mẹ tôi, và từ đó tôi có một cái lòng tin rằng tôi muốn có cái thành phố của chúng ta càng ngày càng thêm mạnh hơn. Cái lòng yêu mến của tôi đối với cộng đồng của chúng tôi là tại vì tôi đã có một cái cơ hội để được tới đây lần thứ hai. Tôi đã là ủy viên của học khu. Bây giờ tôi đã là một người trong ban giáo dục. Tôi muốn cho tất cả những cái em học sinh đó có một cái nền giáo dục tốt đẹp. Vì vậy, tôi muốn ra tranh cử. Như là quý vị đã biết, cái vùng mà East San Jose của chúng ta là một cái vùng mà càng ngày càng tệ nạn, có nhiều cái tệ nạn mà nó ảnh hưởng trực tiếp lên những cư dân ở trong chúng ta. Khu vực 5 là cái khu vực chính của cái người của chúng ta. Trong cái vùng này, cái văn hóa của cái vùng này rất là đặc biệt. Không có một cái khu vực nào mà có một cái nền văn hóa mà đa dạng như cái khu vực của chúng ta. Một điều mà chúng ta biết rằng những cái điều mà chúng ta hiện tại đang có là cái điều mà nó không có. Tôi muốn tới đây để đem tới một cái nền, cái luồng gió mới, một cái năng lực mới để thay đổi cái thành phố chúng ta tốt đẹp hơn. Nếu mà tôi là một người ứng cử viên ra đây với quý vị để chúng tôi đến với quý vị bằng những cái điều mới đẻ, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề vô gia cư, những vấn đề giáo dục. Tôi rất là vui đã được ủng hộ bởi cái người Yahoo bên Mercury News, những cái cô bà Banca Alvarado và cô Magdalena Quagra. Tôi tin tưởng rằng với cái sự mà cộng tác của chúng ta sẽ tạo nên được một cái khu vực tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn.
Some of our moderators will present the questions in Spanish and they will be translated in English. So if you're on the English channel and you hear a question in Spanish, that's normal, that's expected. I'll hand it off to Norma. Nếu quý vị nghe bằng tiếng Anh thì quý vị sẽ đó là tại vì chúng tôi nói bằng tiếng mẹ trước khi mà qua tiếng Anh. Hola, buenas tardes. Xin chào mọi người. Soy Norma Chávez de Vecinos Activos. Empecemos con las preguntas. Cada pregunta solo se leerá una vez porque los candidatos ya recibieron sus preguntas, ¿ok? La primera categoría es vivienda. Cada candidato tendrá 4 minutos para responder los datos del censo de Estados Unidos. Tiene Norma Chávez, tôi xin bắt đầu bây giờ. Mỗi ứng cử viên sẽ có 4 phút để trả lời một câu hỏi. De estas casas vacías, 4,000 están fuera del mercado, mientras que hay 7,000 personas, incluyendo familias, personas mayores y veteranos, que viven sin vivienda dentro de los límites de la ciudad. A medida que más hogares de bajos ingresos luchan por encontrar viviendas asequibles, es fundamental preservar viviendas naturalmente asequibles. La nueva construcción es parte de la solución, pero el complejo y los costos de los procesos de desarrollo significan que estos esfuerzos no se han mantenido al día con las demandas. Preservar las viviendas existentes es un complemento importante para los nuevos desarrollos y es una estrategia contra el desplazamiento. La pregunta es, ¿cuál es su plan para aumentar el inventario de viviendas para preservar viviendas naturalmente asequibles en San José? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es su posición sobre la ley de oportunidades de compra de la comunidad? Primero escucharemos a Peter Ortiz, el señor Peter Ortiz, y después seguirá la señora Nora Campos. Adelante, por favor. Gracias. Andrea, I think you're about to voice it in English. Yes, gracias, Norma. I'm just going to read the question again in English for everybody. So hi, her name is Norma Chavez. Tôi tên là Norma Chavez với Vecino Activo. Xin bắt đầu bây giờ. Mỗi ứng cử viên sẽ có 4 phút để trả lời câu hỏi. Thống kê dân số năm 2020 cho biết cơn đại dịch chúng ta trải qua khủng hoảng với hơn 14,000 căn nhà tại San Jose bỏ trống. Trong những căn nhà này có 4,000 căn nhà không đăng trên thị trường. Cùng lúc đó có tới 7,000 người già, cựu quân nhân và trẻ em vô gia cư. Trong khi những người có thu nhập thấp và chật vật để tìm nhà ở và chuyện xây dựng nhà ở đang là một vấn nạn, sự phức tạp và tốn kém là vấn đề chính khiến cho nạn thiếu nhà càng trầm trọng hơn. Gìn giữ những căn nhà sẵn có quan trọng không kém đối với việc xây hơn. Quý vị có dự tính gì để trả thêm nhà ở cho dân cư San Jose? Và quý vị có phận gì dựa trong đạo luật mua bán? We'll hear from Peter and then we'll hear from Nora. Trước hết là Peter, sau đó là Nora. Xin chào cô Nora. Cảm ơn cho câu hỏi con. Đây là một cái vấn đề mà ảnh hưởng tới tôi. Tôi làm việc với những người ở trong những người trẻ ở trong cái vùng mà tôi lớn lên. Và họ không có nhìn thấy cái tương lai của họ tại vì họ không có nhà. Khi mà tôi trở thành cái người ứng cử viên của khu vực 5, tôi hứa với mọi người là tôi sẽ có một cái nơi công ăn việc làm và tôi sẽ tạo dựng lên những cái nhà ở cho những cái đó. Tôi sẽ làm những cái việc giống như là làm cho cái tiền mướn nhà không thay đổi để chúng ta xây thêm những cái căn nhà mà có thể có cái giá cả tốt. Chúng ta cần những cái căn nhà đó để cho những cái người đó. Chúng ta có
những cái người mà hiện tại bây giờ phải ở chung với lại 3-4 những gia đình khác nhau trong cùng một căn nhà. Tôi hiểu rằng chúng ta có những người thành viên trong cộng đồng không có nhà ở. Chúng ta phải nhớ rằng là con em của chúng ta và những cái anh cháu của chúng ta có thể có nhà ở trong, thì chúng ta phải xây dựng những cái căn nhà mà trong mỗi cái thành phố của chúng ta. Đây là một cái điều chính, một cái điểm chính để cho những cái người trẻ như là chúng tôi có một cái nơi để tạo dựng một cái nơi để mà chúng ta lập cái xây dựng cái gia đình của chúng ta. Chúng tôi muốn xây dựng một cái đó là con đó, và chúng tôi muốn rằng mỗi một cái điều của chúng ta làm sẽ là hỗ trợ cho cái vấn đề mà có thêm những cái nhà ở với giá cả phải chăng. Tôi sẽ hỗ trợ cho những cái việc mà tăng giá tiền nhà dưới 5%, và chúng tôi sẽ giúp cho những cái việc mà bị đuổi nhà, và tôi giúp cho những cư dân đó có những cái căn nhà mà có thể có một cái giá cả thực tế hơn để cho mọi người thử. Từ khi mà tôi bắt đầu cái cuộc vận động này, tôi đã là một người có một cái tiếng nói rất là lớn trong cái cộng đồng này. Chương trình là chương trình COBA là một cái chương trình tạo nên để mà tạo dựng và cũng như là để giúp đỡ cho những cái cư dân trong vùng. Tôi hỗ trợ cái COBA để cho cái họ sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ của họ đã đặt ra. Và đó là những cái cơ quan và họ đang là làm việc trong cộng đồng của chúng ta để xây dựng những cái căn nhà mà có giá trị. Tôi cũng sẽ bầu cho những cái nơi để mà chúng ta có những cái miếng đất để xây dựng những cái căn nhà nhỏ mà có thể tạo nên những cái căn nhà. Chúng ta cần phải có một cái nơi để mà xây những cái gàn gió để cho tất cả mọi những cái người nghèo có một cái nơi để cư trú, để tạo dựng một gia đình. Chúng ta cần một người cái lãnh đạo ở trong cái vùng của chúng ta, những người mà không có sợ phải làm những cái điều khó như vậy, và tôi chính là cái người lãnh đạo đó. Vấn đề nhà ở là một vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề chính không phải là cho một cái vùng của chúng ta mà trong toàn California. Khi mà tôi còn là một người assembly ở trên tiểu bang, tôi biết là chúng ta có điều này, nhưng mà chúng ta không thể biết được cái điều mà cái đại dịch nó xảy ra. Trong năm 2016, chúng ta có tới 14.000 người không vô gia cư. Là lúc đó tôi đã tự tạo dựng để cho những cái người mà giàu có những nhà lớn và có cái chỗ để cho nhà đó. Và cái thành phố San Jose đã dùng tới 3 năm để mà quyết định cái đó. Và cái khi mà họ bắt đầu họ ký vào cái đạo luật đó thì họ mới bắt đầu xây nhà. Chúng tôi biết rằng cái con số những người vô gia cư hiện tại bây giờ có tới hơn 11.000 người. Điều đó là một điều không thể chấp thuận được. Chúng ta cần phải có những cái đạo luật để mà xây những cái căn nhà đó trong cái cộng đồng của chúng ta. Chúng ta có thể làm những cái chuyện. Tôi sẽ làm việc để chắc chắn rằng những cái người đó, chúng tôi sẽ kiếm những cái mảnh đất mà chúng ta có thể xây dựng, và tôi sẽ đòi hỏi những người trên quận hạt sẽ phải làm việc với chúng tôi để xây thêm những cái nhà được. Tại vì tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể xây những căn nhà. Khi mà mẹ tôi đang là có bầu em trai tôi, mẹ tôi phải ở trong, chúng tôi phải đi coi những cái người con nước khác để cho mẹ tôi có cái chỗ ở để mà trả tiền nhà.
Vì vậy mẹ tôi đã phải đi coi con cho họ để mẹ để họ cho mẹ tôi có vào chợ. Và khi mà tôi nghĩ tới cái vấn đề đó, tôi nghĩ rằng mỗi người trong cộng đồng đều có một cái cơ hội để mà mua được cái nhà của họ ở trong này. Chúng tôi muốn họ có một căn nhà mà nơi họ có thể xây dựng, họ có những cái tiền bạc của họ và họ có thể xây thêm những cái điều tốt bạc, tiền bạc của họ. Vì đó, và đó là những cái căn nhà mà tôi, trong ý tưởng của tôi muốn tạo dựng lên. Và nếu mà thành phố và quận có thể cho chúng ta những miếng đất đó, thì chúng tôi rất là dễ để mà xây lên những cái căn nhà đó trong cộng đồng. Nếu mà thành phố có thể xây những căn nhà đó, thì chúng ta có thể có 100.000 để mà xây những căn nhà cho những cái người trong thành phố như là thầy cô giáo, những cái người lái xe bus. Đó là cái vùng East San Jose mà tôi muốn nhìn thấy. Tôi sẽ làm việc rất là cực lực để có những căn nhà mà quý vị có thể mua, để quý vị có thể xây dựng những cái cái sự tội lỗi của chúng tôi. Có nhiều người nói là chúng ta không cần nói chuyện về quá khứ, nhưng mà quá khứ chính là cái chuyện mà chúng ta có thể nhìn để đến tương lai. Khi mà tôi mới vô trong thành phố 3 tháng là chúng tôi đã xây được, dựng được những cái căn nhà. Tôi không có đến đó để mà nói rằng là tôi không có chờ ai hết. Tôi đến là tôi muốn xây dựng 10 căn nhà. Trong 10 năm tôi đã xây được 10.000 căn nhà trong cái khu vực của tôi để cho những cái du lịch đó. Thì đó là những điều mà tôi cũng sẽ đem tới trước. Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói là điều là cái chương trình COBA. Xin cảm ơn. Gracias, Norma. I will be filling in. Hi, everyone. I'm Carol Graciano with Grill Family Services. The second. Mỗi ứng cử viên sẽ có 4 phút trả lời. Hệ thống trường học của chúng ta bị ảnh hưởng bởi các ngân quỹ không bình đẳng. Cơn đại dịch đã làm cho vấn đề tài chính khó khăn hơn. Quý vị, thấy thành phố và học phụ phải liên kết như thế nào để chúng ta có thể rút ngắn nhu cầu giữa hai bên? Xin cô Nora trả lời trước. Sau đó là ông Peter. Cảm ơn cho câu hỏi này. Đây là một câu hỏi trong một cái vùng mà tôi làm rất là vui. Tôi lại nói về kinh nghiệm của tôi. Một điều mà không có ai nói cho tôi từ cái kinh nghiệm của tôi mà ra. Tôi biết rằng giáo dục là một điều rất quan trọng và tôi biết rằng những cái mối liên hệ cũng rất quan trọng trong việc của chúng tôi làm. Thành phố nói rằng chúng tôi không có được xây một cái thư viện tại vì nó là một cái sân bay. Thì tôi đã nói rằng là cho tôi thời gian và tôi sẽ làm, và tôi đã tới cái học khu và tôi đã đòi hỏi học khu phải cho chúng tôi xây được một cái thư viện. Đó là cái cách mà tôi làm việc và liên lạc với hợp tác với các thành phố. Tôi đã làm việc với lại Overfield Pleasant School và những cái trường Shepherd School để mà hợp tác với họ để làm những cái đó. Khi mà chúng tôi xây cái nhà xe lửa ở Alum Drop, và tôi cũng đã nói là
tôi đã xây thêm một cái bộ cái bên cạnh để cho những cái người trẻ có thể đến đó. Các em muốn trở thành những cái người mà lính cứu hỏa, các em có thể tới đó học hỏi để mà biết thêm về cái điều đó. Và các em có thể có những cái kỹ năng mà các em cần thiết. Tôi xin chia sẻ với quý vị. Tôi đang ở trong chợ và một cái người đến hỏi có phải là Campbell, cô có phải là cô Campbell? Thì có một người đến nói là cảm ơn với tôi. Tôi hỏi cảm ơn. Thì cái cậu bé đó nói rằng tôi cảm ơn cô đã xây dựng cái khu học ở trong cái chỗ đó, mà vì vậy mà nó đã làm cho cái cuộc sống của tôi an toàn hơn. Xin cảm ơn. Thì đó là những điều mà chúng tôi làm. Đó là những cái sự hợp tác mà chúng tôi đã làm với những cái cơ quan giáo dục, những học khu trong vùng. Và đây là một điều quan trọng là chúng ta tiếp tục xây dựng những cái khu vực trong thành phố. Chúng tôi cần những cái chúng ta cần xây những cái trường học mà khoảng cách với đó. Và họ đang là sử dụng nó rất là tốt. Và chúng ta cần những cái việc đó để mà ngay trong cộng đồng của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta cần làm với tất cả những cái học khu của chúng ta. Chúng tôi rất là vui để được hợp tác với các học khu Alum Rock và Eastside. Xin cảm ơn. Cảm ơn cho cái câu hỏi này. Dĩ nhiên là những cái khu vực của chúng ta không có được ngân quỹ công bằng. Có những cái học khu thì được nhiều tiền hơn. Như là cái vùng của chúng ta là cái vùng được ít tiền hơn. Chúng ta đã làm những cái, trong cái thành phố của chúng ta đã làm rất ít trong cái việc mà bất công bằng này. Tôi đã làm việc rất là cật lực để lên tiếng nói của chúng tôi để cố gắng tăng thêm những cái ngân quỹ trong những cái vùng ít sao của chúng tôi. Tôi đã đi đến thăm từng lớp học và đã nhìn thấy những cái sự khó khăn của những cái trường học trong đó. Chúng tôi biết rằng là những thầy cô giáo làm việc rất khó trong những cái phòng học mà không có máy lạnh. Và họ đã phải làm việc rất là khó nhọc để mà cho học trò của họ được tốt đẹp. Tôi đã ngồi xuống với những phụ huynh để mà lắng nghe những cái câu chuyện của họ, những cái hy vọng của họ. Và tôi đã làm việc chung với họ để làm cho cái sự học của con họ tiến triển hơn. Tôi là một cái người ủy viên ở trong học khu và là một người trong học khu bộ. Và tôi đã luôn luôn đặt cái ích lợi của học trò của các em học sinh lên trên cái quyền lợi chính của chúng ta. Chúng ta cần phải có sự liên kết giữa thành phố và học khu để chúng ta có thể mở ra thêm những cái như là những cái một cái thư viện trong cái khu vực của chúng ta. Chúng ta cần phải có những người trên ủy viên giáo dục, tại vì họ có rất là nhiều tiền để mà giúp cho chúng ta để có những cái dụng cụ đi học như là những dụng cụ đi học như là laptop hay là những cái dụng cụ điện tử để các em có thể tiếp tục đi học trong suốt thời gian đại dịch. Tôi đã tranh đấu để có 6 triệu đồng bên cạnh ông Jim Bell là những cái tiền để mà giúp cho những cái em học sinh của những cái học sinh mà bị bệnh tâm thần để cho các em có thể trở lại học trong suốt cái thời gian đại dịch. Cái sự mà tranh đấu cho cái nền giáo dục ở trong cái khu Eastside là càng ngày càng lớn mạnh hơn. Tại vì tôi đã sống ở trong vùng này và tôi muốn rằng những cái trường học này ngày càng lớn mạnh. Càng ngày mà chúng ta càng có nhiều tiền để cho những cái vùng đó thì cho những cái việc đó thì chúng ta càng không phải dùng những cái tiền sau này để
huấn luyện những các em ở trong các tội tệ nạn tội khác. Trong cái người ta đã chứng minh được rằng trong 5 năm đầu của một em nhỏ là một cái điều rất là quan trọng cho cái sự đó. Khi mà tôi trở thành ủy viên của khu vực này, tôi sẽ bỏ tất cả tâm sức của tôi để làm cho tất cả những cái người đó đều có những cơ hội để đi học những cái trường học sớm, và giống như là trả tiền cho để cho các em childcare, để cho các em ở đó. Tôi sẽ tiếp tục cái công việc tôi đã làm, như là những cái chương trình sau giờ học để cho các em có thêm những cái giờ làm những cái công việc đó, tạo cho các em sự an toàn, sự vui vẻ. Và tôi sẽ cải tiến những cái giáo dục trong tất cả, và tôi sẽ tạo ra những cái an toàn trong khu vực và trong thành phố trong suốt cái thời gian đại dịch. Xin cảm ơn. Thank you. I'll hand it off to Antonia Sandoval now. Kế tiếp là Antonia Sandoval. Hola, buenas tardes a todos. Soy Antonia Sandoval, amigos de Guadalupe. Y la tercera categoría es justicia económica. Cada candidato tendrá 5 minutos para responder. Creemos que una economía regenerativa es la base de la comunidad próspera, y el propósito de nuestra economía tiene que cambiar para el bienestar ecológico y social. El sistema actual ha prosperado en parte a través de la explotación, la exclusión y la extracción de riqueza. Requerimos políticas para iniciar, hacer crecer y apoyar pequeñas empresas familiares, especialmente empresas corporativas propiedad de los trabajadores, y una distribución de recursos para personas indígenas y personas de color. Y la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias, políticas o programas que implementarán, apoyará y explorará para priorizar los intereses de los trabajadores y las comunidades? Aumentar la riqueza de la comunidad y apoyar y aumentar la propiedad, la democracia y los derechos de los trabajadores en el lugar de trabajo. Primero responderá el señor Peter Ortiz, después la señora Nora Campos. Muchas gracias. I'm going to read the question in English, but also want to remind that our interpreters are providing simultaneous interpretation. So Ana is interpreting in English. All you need to do is click the English channel in interpretation and you'll hear the question being asked in English. But I'll reread it again for all of us. We believe that a regenerative vấn đề thứ ba là kinh tế. Ủy viên có 5 phút để trả lời. Thành phố Phồn Thịnh là một thành phố có nền kinh tế tốt. Nền kinh tế của chúng ta phải thúc giục lợi ích sinh thái và xã hội. Hệ thống hiện tại phát triển mạnh nhờ sự bóc lột, trừ khử và khai thác của cải. Chúng tôi yêu cầu các chính sách mới nhằm phát triển duy trì các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp do công nhân làm chủ và phân phối tập trung được của da đen. Hỗ trợ ưu tiên của lao động tâm sự và bảo vệ quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc. Thank you so much for this question. I've built my track record in East San Jose, organizing and advocating. Tôi đã hỗ trợ cho những doanh nghiệp nhỏ và những cái gia đình lao động, làm một ủy viên trong thành phố. Tôi sẽ làm việc để hỗ trợ cho các gia đình và các người trong các mọi cải tổ những hành chánh để cho những cái gia đình đó có một cái nền kinh tế tốt đẹp hơn. Những cái người sắc dân da màu đã bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cái việc mà kỳ thị
tôi sẽ tạo ra những cái cơ hội cho những cái sắc dân da màu. Tôi sẽ gặp gỡ với những người mà đã cố gắng để mà đã thay đổi những cái sự mà làm cho cái sắc dân da màu trong cái cộng đồng của chúng ta. Tôi sẽ cố gắng cải cách để mà chia sẻ những cái ngân quỹ đồng đều để cho tôi sẽ những cái vùng mà cần có nhiều ngân quỹ hơn để cho những cái gia đình thiếu hơn, tôi sẽ chia sẻ những cái ngân quỹ đó nhiều hơn cho những cái vùng đó. Khi tôi trở thành một cái người, tôi sẽ hứa với quý vị là tất cả những gì mà tôi quyết định sẽ ảnh hưởng chung tới tất cả mọi phát dân, kể cả các sân da màu. Trong suốt cái thời gian đại dịch, tôi đã vận động rất là mạnh mẽ cho cái khu vực của chúng tôi để mà chúng ta có 20 triệu đồng cho những cái khu vực mà đã bị ảnh hưởng cao nhất, gồm cả những cái tiền như là để giữ chắc các trẻ em cho những cái gia đình lao động để mọi người có thể đi vào được. Tiền mướn nhà cho những cái gia đình mất việc làm và tổ chức những cái tiền cho những cái doanh nghiệp nhỏ. Tôi muốn hỗ trợ những cái doanh nghiệp nhỏ, tại vì những cái doanh nghiệp nhỏ đó là những cái điểm chính, những cái nguồn lợi chính của cộng đồng. Cái điều chính mà nó đe dọa cho những cái doanh nghiệp nhỏ trong thời đại dịch là tại vì họ không có đủ tiền để mà trả tiền nhà, hoặc là họ bị đuổi nhà. Thì trong cái thời gian đó là cái thời gian những cái người đó, khi mà tôi trở thành người cao sơ, tôi sẽ đứng ra để tranh đấu cho những cái tiền mướn nhà cho những cái doanh nghiệp nhỏ đó và không có cho họ tăng giá nhà quá khác. Trong cái khu vực 5, chúng tôi đã nhìn thấy rất là nhiều những cái tội ác xảy ra trong cái vùng đó. Và tôi sẽ làm mọi cách để làm cho đường phố đó an toàn hơn cho tất cả mọi người trong cái doanh nghiệp đó. Và tôi sẽ giúp họ để mà họ xây những cái tiệm nhỏ của họ an toàn hơn. Cái tổ chức lành mạnh đó, và trong những cái đó chúng tôi sẽ có những cái lợi ích về thuế má cho những cái doanh nghiệp nhỏ để khuyến khích họ mở mang nhiều hơn. Tôi sẽ hợp tác với những doanh nghiệp nhỏ đó để tạo nên những cái chương trình kinh tế tốt đẹp để cho tất cả những cái doanh nghiệp đó. Tôi sẽ có những cái ngân quỹ để ủng hộ những cái người đó để mà hỗ trợ cái sự mà xây dựng của họ. Tôi sẽ có những cái người cố vấn để đến đó để giúp họ, hỗ trợ họ trong cái việc kinh doanh của họ. Đây là một cái chương trình mà rất là vĩ đại trong cái sự, nhưng mà với cái sự hợp tác tôi nghĩ là chúng ta sẽ thành công. Xin cảm ơn. Hy vọng và cái dự tính của tôi trong cái doanh nghiệp nhỏ là chúng ta sẽ xây dựng được những cái nơi để cho các gia đình có thể có những xây dựng những cái doanh nghiệp nhỏ của họ và bảo đảm rằng chúng ta có một cái cơ sở kinh tế vững vàng và chúng ta có thể giúp họ để thay đổi cái phương pháp kinh doanh của họ. Nếu mà cái đường lối của thành phố mà nó không có trùng hợp với lại những cái doanh nghiệp nhỏ thì nó sẽ không có. Thành ra tôi sẽ là người đứng ra bảo đảm rằng những cái việc đó, và tôi sẽ chú tâm vào việc mà xây dựng và phát triển những cái doanh nghiệp nhỏ đó. Tôi cũng sẽ bảo đảm rằng chúng ta sẽ có hai người chính
chỉ có làm việc trong vùng San Jose, gần chỗ Alum Rock và Story Row. Để cho những cái doanh nghiệp nhỏ này, nếu họ có bất câu hỏi hay thắc mắc, thì có thể nói chuyện với những người cố vấn này. Và chúng ta sẽ làm việc với những cái cơ quan tài trợ trong cái khu đó, để bảo đảm rằng họ có thể có những cái giúp đỡ, rồi họ có những cái lớp học để mà phát triển cái doanh nghiệp của họ. Có nhiều khi họ cần ngồi xuống với một người cố vấn để mà viết những dự tính để cho cái doanh nghiệp của họ. Cũng giống như trong thời gian đại dịch, cái vấn đề mà chủng ngừa cũng là một vấn đề rất lớn cho cộng đồng. Và chúng tôi cũng sẽ làm, trong cái thời gian đó tôi cũng đã làm mở mang những cái chương trình để mà giúp đỡ cho những cái chương trình đó, để nói cho họ biết là khi nào họ có thể tự mở cửa lại. Tôi cũng sẽ bảo đảm, tôi đã làm việc từ năm 2006 và chúng tôi tiếp và tôi sẽ tiếp tục làm việc và đặt cái quyền lợi của những cái doanh nghiệp nhỏ đó lên trên hết cả. Tôi đã từng là người thủ lãnh đứng đầu để mà bảo đảm rằng cái cuộc sống của những cư dân ở vùng East San Jose là cái điều chính. Vì tại sao như vậy? Tôi là một người làm nhiều hơn nói, và tất cả những gì tôi nói được là tôi sẽ thực hiện được. Tôi muốn rằng tất cả mọi doanh nghiệp trong này có thể lớn mạnh và sống tốt đẹp trong cái vùng San Jose. Tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để cho những cái doanh nghiệp nhỏ đó có thể thành công và tiến triển mạnh mẽ, để họ có thể lo lắng cho gia đình của họ cũng như là trở thành những thành viên tốt. Nếu mà con em không có những cái người cha mẹ thành công thì chúng ta sẽ không có một cái cộng đồng tốt đẹp. Vì vậy chúng ta cần phải có một cái cấu trúc tốt đẹp cho cả thành phố. Xin cảm ơn. Ok, muchas gracias, señor Peter Ortiz, señora Nora Campos. Enseguida le pasamos a Jennifer Parra. Hey, hola, soy Jennifer Parra con Amigos de Guadalupe. La cuarta categoría es equidad ambiental. Cada candidato tendrá 5 minutos para responder. Nuestras familias quieren un ambiente libre de contaminación y libre de extracción excesiva que destruye nuestros recursos naturales. Debido a que este sistema económico... Perdón. No se te escucha. No sé si solo soy yo. ¿Me escuchas ya? No, no te escucho. No sé si solo soy yo, no sé, te escucho. Sí, te escuchamos. Oh, sí, ok, perdón. Sí, sí, señora. Y libre de extracción. Ok, gracias. Que destruye nuestros recursos naturales. Debido a que este sistema económico continúa quemando, excavando y tirando nuestros recursos naturales, nos enfrentamos a una crisis climática global. Creemos que todos tienen derecho a vivir libres de exposición a la contaminación tóxica, peligrosa, en el suelo que lavan, en el aire que respiran, en los alimentos que comen y en el agua que beben. Independientemente del nivel de ingresos o el código postal, debemos tener la capacidad de acceder a alimentos gratuitos, accesibles, seguros y culturalmente relevantes. Nuestros niños merecen un entorno saludable en el que puedan vivir, jugar y prosperar. Apoyaría inversiones audaces en proyectos de infraestructura, energía renovable, manufactura, ecológicos, agrícolas y otros para abordar a la crisis climática y la contaminación, crear empleos bien remunerados y reducir la inequidad.
¿Qué opina sobre la preservación y la adición de parques, senderos, espacios abiertos y recursos naturales dentro de la ciudad de San José, ya sea en áreas incorporadas o no incorporadas y ya sea oficialmente reconocidas como tales o en proceso de ser reconocidas? Por ejemplo, no hay suficientes parques en el Distrito 5. Mientras tanto, una área de espacio abierto utilizada como parque en el Distrito 4 se vio amenazada recientemente y hay un intento de permitir la reutilización de 114 acres de recreación privada y espacio abierto en el Distrito 8 sin un proceso de visionado involucrando a la comunidad por adelantado. Primero escucharemos de la señorita Nora Campos, seguida Peter Ortiz. District 5 is the most park deficient district in the city. When I was on the city council, I had the Boo Park built in the Sierra community. I also had parks improvements at Plata Royal, where we built one of sau đó chúng tôi đã cải tiến cái vườn của thành phố và chúng tôi lên tới Hillview Park và chúng tôi cũng đã cải tiến một cái chỗ để cho các học sinh và các em học sinh có thể tới chơi. Chúng tôi bảo đảm là những cái park là những cái nơi chính để cho các em đến chơi là một điều quan trọng đối với tôi. Trong cái thời gian đó, khi mà họ muốn tới những khoảng trống thì họ thường nói tới khu Alum Park và tôi đã nói với họ rằng chúng ta cần phải di chuyển tới những chỗ đó để chúng ta có thể thấy rằng cái nào là cái quan trọng. Tôi cũng đã xây những cái công viên ở trong cái vùng Portugal và Fleming Area và chúng tôi đã cải tiến những cái công viên mà gần trong khu Berryessa. Đây là một cái điều ưu tiên của tôi. Khi mà tôi nghĩ tới cái cộng đồng của chúng ta, là tôi nghĩ tới những cái người ở đây đi bộ, đi xe đạp. Thành ra cái điều đó là điều rất quan trọng của chúng tôi. Vì vậy, tôi làm việc với công ty nước để chúng ta có những cái công viên đẹp khi mà tôi còn là ủy viên ở trong năm 2001 ở trong cái vùng Silver Creek. Tôi đã trở lại trong cái công ty điện nước để làm việc với họ để bảo đảm rằng để cho họ có thể cho chúng tôi có những công viên đẹp hơn để tôi xây những cái cầu để nối liền giữa những cái cộng đồng với nhau. Và tôi nhớ rằng là hồi xưa tôi đã từng phải trèo qua những cái lạch đó để học và sợ. Và bây giờ không có còn, điều đó không sẽ xảy ra nữa. Bây giờ chúng ta có thể đi trên những cái con đường an toàn để tới trường. Và cái điều mà buồn á là trong suốt thời gian 8 năm vừa rồi á, không có chuyện gì thêm đã xảy ra hết. Chúng ta cần phải thấy có những cái gì xảy ra ở trong cái vòng lower của vùng Silver Creek. Khi mà tôi hy vọng là khi mà cái Hillview mà khi mà đã đóng cửa lại thì chúng ta có thể cùng với cái cộng đồng để mà qua một cái quá trình. Tại vì chúng ta là những người sống trong cái cộng đồng này, những cái gì mà trong cộng đồng này phải là quan trọng đối với chúng ta. Ta cần phải cảm thấy cái sự an toàn để chúng ta có thể ra ngoài đường nói chuyện với bạn bè. Ta muốn bảo đảm rằng
cái sự chúng ta có những cái khoảng cách, có những cái khoảng không gian trống, cái khoảng thoáng mát để cho mọi người trong đó có thể hưởng thụ trong cái, ngay trong cái cộng đồng của chúng ta. Đây là một cái điểm ưu tiên cho chúng ta. Và khi mà cái sân bay đó đóng cửa lại, tôi vẫn còn lại bên đây, thì tôi sẽ tiếp tục với làm việc với quý vị để tạo nên một cái khoảng không gian tốt cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn cho câu hỏi này. Cái sự mà về cái môi trường là một cái điều rất là quan trọng với chúng ta. Đó là lý do tại sao mà tôi không có lấy tiền của tất cả những cái công ty, tiền ủng hộ của những cái công ty mà làm ô nhiễm môi trường. Tại vì tôi nghĩ rằng đây là một điều rất quan trọng với trẻ em. Tôi sẽ lãnh đạo tất cả mọi người với cái công việc làm cho cái môi trường của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi sẽ cùng với cộng đồng để xây lên những cái nơi, những cái khoảng không gian tốt đẹp, lành mạnh để mọi người có thể. Tôi sẽ lãnh đạo mọi người để chúng ta có thể xây lên những cái công viên. Chúng ta sẽ dùng những cái vật liệu mà nó không có làm ô nhiễm môi trường, những cái vật liệu mà nó không có sử dụng quá nhiều những cái nguyên liệu, để cho chúng ta có một cái nơi an toàn, lành mạnh. Và chúng ta sẽ xây thêm những cái nhà, và khi mà tôi xây những cái nhà đó, tôi sẽ dùng những cái vật liệu xanh, vật liệu an toàn. Tôi sẽ cải tiến cái hệ thống điện tử ở trong những cái khu nhà cũ nát, để cho chúng ta có một cái nơi, một cái môi trường tốt đẹp hơn. Tôi đã là người đứng ra, khi mà không có là gì hết, tôi là một người đứng ra viết thư lên hội đồng thành phố để xin có những cái khoảng không gian rộng để cho mọi người cư dân trong vùng. Tôi tin rằng cái vấn đề môi trường là một cái vấn đề rất là quan trọng để cho các em lớn mạnh. Chẳng những cái vùng như là khác, tôi sẽ làm việc với những cái nơi mà chuyên môn bảo vệ môi trường để làm cho cái khu vực của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi sẽ ưu tiên nó lên hàng đầu cho những cái khoảng trống trong không gian. Một cái điều nữa mà tôi muốn nói tới là chúng ta cần phải đầu tư vào những cái xe cộ để cho những cái xe nó không có còn xả ra những cái chất liệu mà nó làm ô nhiễm môi trường nữa. Và tôi sẽ làm để cho xe BART có thể đến vùng của chúng ta, để chúng ta có thể có nhiều những cái phương tiện di chuyển công cộng mà không cần phải xài đến xe riêng của chúng ta. Tôi muốn bảo đảm rằng đó, khi mà tôi làm ủy viên đó, tôi sẽ có những cái khoảng không gian rộng, không gian thoáng mà nó chỉ dành riêng cho khu vực năm của chúng ta để chúng ta có thể hưởng thụ. Xin cảm ơn. Hey, hi, I'm Elizabeth Casada with Thomas Mayfair. The next category is cultural assets and community identity. So each candidate will have 3 minutes to respond. East San Jose is là một trung tâm văn hóa đại diện cho các sắc dân tại đây, chẳng hạn như các nghệ sĩ. Chúng ta có những di sản lịch sử, bản sắc và những quan điểm nghệ thuật và văn hóa đòi hỏi quan tâm và bảo tồn. Nhiều lịch sử và di sản đang có nguy cơ bị xóa bỏ do phân biệt chủng tộc.
kỳ thị ý kiến của quý vị làm gì để hỗ trợ thực hiện các chiến lược, chính sách hoặc chương trình bảo tồn, nâng cao và tôn vức các cộng đồng đa dạng đang gọi nơi này là quê hương. Đầu tiên là ông Peter, sau đó là cô Nora. Cảm ơn Elizabeth. Như là tôi đã nói trong cái lời mở đầu của tôi, cái thành vùng East San Jose là một cái vùng mà rất là đa dạng trong văn hóa. Cái điều này đã được thành lập từ trước khi mà chúng ta đã tới đây. Chúng ta đã có những người farm worker như là Cesar Chavez. Chúng ta đã từng là những thành phố. Và có những cái nơi mà chúng ta đã dựng lên những người Việt Nam và những người Latino. Cái vùng San Jose là một cái vùng mà đa văn hóa mà cần phải được nhận định, mà đây là một điều quan trọng đối với chúng tôi. Một cái vùng mà đa văn hóa, đa sắc dân như của chúng ta, tôi muốn tranh đấu để chúng ta có một cái nền giáo dục về văn hóa đa dạng đó. Trong cái vùng này, tôi muốn hỗ trợ cho sự học cho những cái nền văn hóa đa dạng đó. Cái điều đó là cái điều mà tôi đã tranh đấu đó, nó đã làm cho chúng ta có một cái cơ hội đầu tiên để học về những cái nền văn hóa trong cái vùng của chúng ta. Nền văn hóa của chúng ta gồm có cả những cái bài thơ về những cái lịch sử văn hóa. Chúng tôi muốn, khi mà tôi trở thành ủy viên, tôi sẽ tạo nên một cái lịch sử trong cái vùng của chúng ta, và chúng ta phải tôn trọng cái văn hóa đó và làm cho cái vùng East San Jose trở thành một cái trung tâm văn hóa của cộng đồng. Những cái vùng như là Mayfair hay là cái vùng King Road là những cái trung tâm văn hóa của trong cái vùng East của chúng ta. Là cái khu vực mà culture làm cho cái vùng của chúng ta giàu mạnh hơn, và nó làm cho mọi người biết tới vùng của chúng ta hơn, và chúng ta sẽ đẩy mạnh để cho cái vùng của chúng ta được nhiều người biết đến hơn, và nó sẽ trở thành một cái trung tâm văn hóa cho các thành phố. Xin cảm ơn. Hey Nora, I am in complete support of preserving our historical legacies and landmarks in District 5. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái ý kiến là bảo tồn cái nền văn hóa đa dạng và cũng như là cái bản sắc của cái vùng East San Jose. Tôi là một người rất là quan tâm đến cái vấn đề mà bảo tồn những cái di tích lịch sử văn hóa trong cái vùng của chúng ta. Tôi nói như vậy tại vì tôi đã từng bảo vệ những cái di tích lịch sử văn hóa, cả những cái di tích lịch sử văn hóa đầu tiên của người Latino chúng ta trong vùng San Jose. Tôi muốn rằng là khi mà tôi thực hiện một cái việc gì thì tôi phải thực hiện từ ngay trong cái vùng của chúng ta, và sau đó tôi muốn lan rộng nó ra cho cả thành phố và cho cả tiểu bang. Tôi rất là hãnh diện rằng ba của tôi đã là người đã được hưởng được cái nền giáo dục của Cesar Chavez. Và đó là điều mà tôi cũng đã theo bước của ông để mà đi theo những cái người đó để tranh đấu cho những cái người không có tiếng nói. Và nếu mà quý vị nhớ rằng là ở trong vùng chúng ta có một cái di tích lịch sử gọi là Mark Hot Dog, thì đó là một trong những cái di tích lịch sử văn hóa đầu tiên của người Mỹ trong vùng của chúng ta. Và vì vậy tôi đã gây được 200.000
để mà chúng tôi giữ gìn cái mark hot đó đó ở ngay trên cái vùng Alum Rock và ngay ở trong cái vùng đất của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục bảo đảm rằng chúng ta sẽ bảo đảm tất cả những cái di tích lịch sử văn hóa đó. Một cái điểm nữa mà chúng ta cần nói là cái Mexican Heritage Plaza là cái nơi đó, là cái nơi mà chúng ta coi như là một cái thánh địa, tại vì cái nơi đó là những người nông dân đã đến đó để mà tranh đấu cho quyền lợi của họ. Tôi nhớ rằng khi mà ông Chuck nói là chúng ta sẽ phải bán cái building đó để mà tại vì chúng ta không có phần, thì tôi là người chính ra đứng ra để mà bà khuyên nhủ và bảo đảm an toàn để cho cái building đó không phải bán đi. Và chúng ta đã giữ được một cái nơi. Okay, thank you so much. I will hand it over to do I see her here? Where is just ladies? Do I, is she here around? Yes, she's here. You may just not be able to see her on the screen. Hola. Oh, okay. Okay, just lady. I'll hand it over to you. Sí, hola. Hola, soy Jasbredi Montejo con la organización Amigos de Guadalupe y la colección Voz, Derecho y Voto. La sexta categoría es democracia más profunda, derechos de voto para todos. Cada candidato tendrá 3 minutos para responder. Una gran parte de nuestra comunidad del Distrito 5 nació en el extranjero y muchas familias en nuestra comunidad son familias de estatus mixto. Aunque estas comunidades contribuyen económicamente, culturalmente y socialmente a nuestra ciudad, muchas no pueden votar en los asuntos de San José ni organizarse libremente para construir una democracia más profunda. Nos comprometemos a construir movimientos y poder comunitarios profundamente arraigados a la lucha por la justicia, centrándonos en aquellos que históricamente han sido marginados. La ciudad de San José recientemente hizo una sección de estudio para explorar la expansión de los derechos de voto para todos los residentes de San José. La pregunta es, ¿cuál es su posición sobre la extensión del derecho al voto para todos? Primero escucharemos a Nora Campos y segundo a Peter Ortiz. Gracias. We need comprehensive immigration reform. Comprehensive immigration reform. Cải tiến lại cái hệ thống bầu cử của chúng ta để cho mọi người. Chúng ta cần phải có ngân quỹ để mà mướn các những cái người đến để dạy những cái lớp về quyền công dân. Chúng tôi cần phải làm cái điều này là một điều tiên quyết, là một điều ưu tiên. Chúng ta cần tất cả những cái cơ quan bất vụ lợi trở thành những cái thành viên của này. Tôi cam kết rằng là tôi sẽ xin những cái cơ sở của thành phố để làm những cái nơi để cho trở thành những cái lớp học cho tất cả những cái người muốn trở thành công dân Mỹ, để chúng ta có những cái lớp học ngay trong vùng đó. Tôi muốn chia sẻ một cái câu chuyện với quý vị. Là một cái Colonial Union, là một cái chỗ mà họ làm tóc ở Las Vegas. Họ đến đó là họ trả tiền cho tất cả những thành viên trong đó để trở thành những cái nhân viên để đến gõ cửa từng nhà và nói để nói với họ rằng chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác với nhau để lập nên những cái lớp học để tạo nên những cái thứ khác nhau. Và trong vòng vài năm họ đã tạo nên được những cái khác cho hơn 18.000 người trở thành những người công dân
là những người công dân Mỹ. Nếu mà không có chị hết thật sự cái tài đó thì chuyện đó sẽ không thành sao không? Tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị là chúng ta mới trải qua cái cuộc bầu cử tổng tuyển cử, thì trong cái vùng của chúng ta có 45.000 người đi bầu. Thành ra đó là khi mà quý vị nhận được những cái lá phiếu bầu đó ở nhà, thì những cái người đó là đã chỉ có để cái lá thư đó mà không có đi, không có bỏ vô bầu. Chúng ta cần phải giáo dục những cái thành viên trong cộng đồng của chúng ta rằng là chúng ta đi bầu là một cái điều rất là quan trọng. Là một ủy viên, chúng ta cần phải khuyến khích mọi người dân đã đi bầu. Và đây tôi sẽ khuyến khích mọi người đi bầu, và đây sẽ là một cái điều chính của chúng tôi. Cảm ơn cho tất cả quý vị. Thank you so much for this question. Cảm ơn cho cái câu hỏi này. Tôi đã là một cái người vận động viên cho những cái người đó trong chống người dân di dân trong suốt một cái thời gian dài. Và tôi đã tạo những cái học khu của chúng ta thành một cái học khu mà không có được những cái người cho những cái người an toàn, cho những người không có giấy tờ bất hợp lệ. Là một người tranh đấu cho các quyền lợi của những người lao động, tôi đã vận động để mà thông qua cái dự luật AB 450 để cho những cái người di dân mà không có giấy tờ hợp lệ được quyền đi làm. Trong suốt cái thời gian mà những cái người mà đó đã bị kỳ thị, thì tôi đã làm việc với những người giống như là cô Carrasco để mà hỗ trợ những cái thành viên của cộng đồng mà không có giấy tờ hợp lệ. Tôi nói rằng tôi là người có một sự đó để bảo đảm với là mọi người trong cái vùng của chúng ta sẽ đi bầu. Thì đó là cái đi bầu, là tôi sẽ nói với mọi người rằng đi bầu là một quyền lợi. Và nếu mà họ đi bầu như vậy, họ sẽ đem được tiếng nói của họ tới mọi người. Thì họ, nếu mà họ đi bầu, tức là họ đã có cái cơ hội và có cái khả năng để mà bảo vệ chính họ và chính gia đình của họ. Rất là nhiều người, những cái người di dân bất hợp lệ đó là những cái người rất là làm việc rất là đắc lực, và trong cộng đồng của chúng ta họ là những người đã tạo nên được rất nhiều những cái công việc tốt đẹp như vậy. Xin cảm ơn. Cantoral. Hola, soy Elena Cantoral con Vegilution. La séptima categoría es el aeropuerto Reed Hillview. Cada candidato tendrá 3 minutos para responder. Durante el último año, nuestra comunidad se ha organizado para el cierre inmediato del aeropuerto Reed Hillview en una coalición llamada Cerrar Reed Hillview Ahora. El aeropuerto de 180 acres es un uso inadecuado de la tierra en el denso entorno urbano. Los vecindarios circundantes han soportado el ruido constante, el riesgo de accidentes aéreos y la contaminación peligrosa del aire durante décadas. Los miembros de la comunidad exigen que el sitio se reutilice con una visión centrada en la comunidad que brinde beneficios en lugar de daños a la comunidad circundante. En agosto del 2021, Mountain Data Group publicó un informe y encontró
que los niños que residen dentro de 0.5 millas del aeropuerto de Reed Hillview presentan niveles de plomo en la sangre significativamente más altos que los niños más distantes del aeropuerto de Reed Hillview. También descubrieron que el aumento de los niveles de plomo en la sangre era mayor para todos los niños que residían al este del aeropuerto. La exposición al plomo puede tener impactos duraderos en la salud de los niños, incluyendo deterioro cognitivo, bajo rendimiento académico y mayor riesgo de déficit de atención. ¿Qué piensa sobre el posible cierre del aeropuerto de Reed Hillview, en parte para garantizar la salud, el bienestar de las familias en el este de San José? Primero responderá el señor Peter Ortiz, seguido de la señora Campos. Peter. Sorry, Peter. Before you go, I'm just going to reread it in English just to make sure that our interpreters are able to translate. For the past year, our community has organized for the immediate closure of Reed Hillview. Thời gian qua, cộng đồng đã tổ chức đóng cửa sân bay Reed Hillview trong một liên minh có tên là Closure Hill. Sân bay rộng 180 mẫu Anh là một khu đất sử dụng không phù hợp trong môi trường đô thị. Các khu dân cư xung quanh đã phải chịu đựng tiếng ồn liên tục, nguy cơ máy bay rơi và ô nhiễm không khí nguy hiểm trong nhiều thập kỷ. Các thành viên cộng đồng yêu cầu các trang web phải được chuyển đổi thành một trung tâm cộng đồng. Vào tháng 8 năm 2021, một báo cáo được công bố bởi mạng Data Group. Họ phát hiện ra rằng trẻ em cư trú trong phạm vi 5 dặm xung quanh sân bay Reed Hillview có nồng độ trì trong máu cao đáng kể so với những trẻ em ở xa sân bay Reed Hillview. Họ cũng phát hiện ra rằng sự gia tăng nồng độ trì trong máu cao hơn đối với trẻ em sống ở phía đông của sân bay. Tiếp tục với trì có thể có những tác động lâu dài đến sức khỏe của trẻ em, bao gồm suy giảm nhận thức, thành tích học tập kém và nguy cơ bị suy nhược. Ý kiến của quý vị về khả năng đóng cửa sân bay Reed Hillview một phần để dành bảo đảm sức khỏe và hạnh phúc của gia đình ở đông San Jose. Tôi biết rằng là Hillview là một cái chỗ mà đã đầu độc các trẻ em trong cái vùng East San Jose. Tôi đã tổ chức các buổi đó để bảo đảm rằng là cái sân bay đó sẽ bị đóng cửa. Có thể 10 năm, tôi không muốn là làm như vậy, mà tôi muốn đóng cửa bây giờ. Cái sân bay đó, những cái máy bay đó đã thả rất là nhiều chất độc xuống và ảnh hưởng trực tiếp đến các em ở trong cái vùng East San Jose của chúng ta. Tôi nghĩ rằng là nếu mà cần thì chúng ta có thể nói là cư dân của chúng ta có thể dọn đi chỗ khác, nhưng đó không có phải là một cái điều đúng. Chúng ta không có thể nào mà tự nhiên mà phải dọn chỗ khác. Thành phố San Jose phải là một cái nơi mà bảo đảm rằng dù là cư dân đó sống ở trong cái vùng nào thì họ cũng được sự bảo đảm an toàn cho cái nơi họ đóng. Tôi đã là người đứng ra vận động và tranh đấu, cũng như là tôi đã đến từng cái nhà trong địa phương để mong để vận động đóng cửa cái sân bay đó, và tôi cũng sẽ tiếp tục tranh đấu cho đến khi mà cái sân bay đó, cái nơi đó cần phải được đóng cửa ngay bây giờ. Tôi sẽ đóng cửa nó khi mà tôi trở thành ứng cử viên thành phố. Elena, thank you for the question, but I just wanted to say that it is so encouraging to see you involved in Vegilution. I remember when tôi rất là vui khi thấy cô ở trong Vegilution. Came to my office and said the city is refusing to even give us entertain hồi đó tôi nói rằng là thành phố đã không cho một cái miếng đất để mà cô có thể tới để mà trồng ở đó.
Và tôi đã là người đứng ra tranh đấu để cô có 15.000 để có miếng đất đó để cho cô làm cái resolution. Tôi lớn lên không tới một dặm từ cái sân bay. Và cái điều này nó là một cái điều mà nó liên quan đến chính cá nhân của tôi. Hai chục năm trước có nhiều người đã không có đủ cơ hội, phải là không có đủ sức mạnh, không có đủ can đảm để mà đứng lên để mà đòi đóng cái cửa cái đó hai chục năm trước. Và cô Cindy Chavez đã 20 năm sau đã cố gắng làm mọi chuyện và đã hỗ trợ để mà đóng cửa cái sân bay đó, cái nơi mà nó đã làm ban hoại cái thành phố San Jose của chúng ta. Tôi biết rằng con trai của tôi đi học ở Alamanca cũng là dưới một mai từ cái sân bay đó, và cái điều đó là một điều rất là khó khăn cho một người mẹ. Bởi vậy thành ra không có, đây là một cái điều mà cá nhân của riêng, và đây là một cái vấn đề mà tôi sẽ chính tay làm để mà giải quyết trong cái thời gian mà tôi là nghị viên của thành phố, để nó bảo đảm cho an toàn của tôi, cho con tôi và cho tất cả những cái người trong đó. Vậy tôi muốn bảo đảm rằng tất cả những trẻ em lớn lên ở trong đây không có bị đầu độc bởi những cái chất độc từ trong đó. Và điều cuối cùng là tôi sẽ bảo đảm rằng những người trong thành phố, nếu mà những cái người cư dân trong cái vùng đó họ muốn đi thử nghiệm để coi chất gì trong họ, tôi sẽ bảo đảm rằng cái công việc đó sẽ được hoàn thành và họ sẽ được, và thành phố là những người sẽ phải bỏ ra cái ngân quỹ để cho những cái cư dân đó có thể đi. Claro, muy buenas noches. Soy Magdalena Durán de Vecinos Activos, la séptima categoría de preguntas rápidas o rapid fire questions. Cada candidato tendrá un minuto para responder a cada pregunta o tres minutos en total. Vamos a empezar. La pregunta número uno, ¿qué piensa sobre los vendedores ambulantes? La segunda pregunta, ¿puede dar dos ejemplos de cosas para mejorar el Distrito 5? Y la tercera pregunta, como miembro del consejo, ¿cuál sería su enfoque para combatir la pobreza? Si nos puede responder primero la señora Nora Campos. And I'm going to read them in English really quickly again. Where the next category. Sẽ có một phút để trả lời. Suy nghĩ của quý vị như thế nào về những cái người mà bán hàng rong và những người bán xe tải đồ ăn ở trong khu vực nào? Quý vị có thể cho hai thí dụ để làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện những cái vấn đề đó là một thành viên của cộng đồng. Quý vị sẽ làm gì để chống lại? Cảm ơn đã cho tôi cơ hội để trả lời cái này. Tôi rất là hỗ trợ những người bán hàng rong. Tôi đã có cơ hội đi tới những cái thành phố khác để mà trông thấy họ tạo nên những cái khoảng trống ở trong những cái bãi đậu xe hoặc những cái nơi chính. Mà không có dùng để mà hỗ trợ cho những cái lập thành và những cái khu vực để hỗ trợ cho những người bán hàng rong, và thành phố đã đem ra bàn ghế để cho những cái người đó có thể đến và bán những hàng rong đó trong các buổi trưa thứ bảy hay là buổi trưa chủ nhật.
chúng tôi cũng sẽ tạo nên những cái khoảng không gian như vậy để cho những cái người bán hàng rong đó cũng có cái cơ hội đến đó, và cũng như là thương dân cũng có cơ hội đến để mà ăn những cái món ăn như vậy. Và cũng là một cách mà chúng ta làm để cho những cái doanh nghiệp nhỏ và về hàng ăn quán ăn họ cũng có cơ hội để được trưng bày và được quảng bá về cái món những thức ăn của họ. Và chúng ta sẽ không có quên những người đó. Tôi sẽ làm việc để bảo đảm rằng những cái công việc đó nó sẽ có thể tốt cho mọi người. Nếu mà chúng ta có những khoảng không gian đó thì những cái người mà bán hàng rong đó họ sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để mà làm tốt. Xin cảm ơn. Một điều nữa mà tôi muốn trong vòng 90 ngày tới là tôi sẽ lên một cái kế hoạch để mà cải tiến, để làm sạch sẽ cho cái khu vực của chúng ta. Khi mà tôi rời cái văn phòng là 2010 là và cái vùng đó rất sạch sẽ như thế nào. Bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều rác rưởi trong cái vùng của chúng ta mà chúng ta cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Và cái điều mà quan trọng nhất là tôi muốn đem lại những cái người trong cái khu vực neighbor. Chúng ta đã cho những cái người đó những cái ngân quỹ để họ làm cho cái thành phố của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Để chúng ta biết được là những cái gì mà cái thành phố cần, chúng ta cần phải đem trở lại những cái người đó để chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta chỉ có 6 cái hội đồng của những cái người neighborhood đó, trong khi trước khi chúng ta đã có 23 cái. Cảm ơn. Tôi hỗ trợ những người bán hàng rong. Giống như là tôi đã nói về văn hóa, thì những cái người bán hàng rong đó là cũng là một phần trong cái văn hóa của cái cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi đã, nếu mà quý vị có dịp, hãy ra nếm thử những cái món ăn đó của chúng ta. Vùng East của chúng ta là một cái vùng mà có rất là nhiều di dân, và những cái xe bán hàng rong đó nó nổi lên từ khắp nơi. Khi mà tôi trở thành một cái người ủy viên, tôi sẽ tạo nên những cái cơ hội để hỗ trợ cho những cái người bán hàng rong đó. Tôi sẽ giúp họ lấy những cái văn bằng để mà bán hàng rong. Và tôi nghĩ rằng là thành phố cần phải có trách nhiệm trong cái việc hỗ trợ những cái người bán hàng rong đó. Một điều mà tôi muốn làm để mà cải tiến là đầu tiên đó là tôi sẽ làm cho cái thành phố an toàn hơn. Ta sẽ đầu tư vào những cái việc mở ra những cái chương trình để mà thiết lập những cái sự an toàn cho những cái người trong cái vùng của chúng ta, để cho tất cả mọi gia đình có thể đi bộ tới những cái nơi đó mà cảm thấy an toàn. Và chúng ta sẽ mở ra, chúng tôi sẽ lập ra những cái đội ngũ để cho họ có thể dọn dẹp những cái dơ giấy rác bẩn trong khu vực của chúng ta, để chúng ta có một cái khu vực sạch sẽ, an toàn. Và một cái vấn đề nữa là nghèo khó. Là một cái tôi đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó với một bà mẹ đơn thân, thành ra tôi không có nhiều những cái cơ hội. Tôi đã trải qua tất cả những cái khó khăn nhất của mọi người, thành ra tôi sẽ là một người đứng ra để tranh đấu để mà chống lại cái tệ nạn nghèo đói trong cái vùng của chúng ta.
tôi sẽ hợp tác với những lãnh đạo trong vùng để làm cho cái vùng của chúng ta tốt đẹp hơn. Tôi đã hợp tác với những cái nơi như là Food Bank, những cái nơi như là Mayfair, Hilton's, để mà trong cái thời giống như trong thời gian đại dịch, tôi đã hợp tác với họ để phát thực phẩm cho mọi người và tôi đã làm đủ mọi chuyện để mà hỗ trợ những cái người đó. Cảm ơn. All right. Well, everyone, I want to thank you all for staying late. And on behalf of the CSIP Weather Collective and District 5 United, I want to wish you a great night. Xin cảm ơn mọi người đã trở lại trễ. Xin chân thành cảm ơn mọi người và xin